5 người Việt Nam bị nhà chức trách Phi Luật Tân bắt giữ tại thành phố Buon sau khi khám phá là nhóm người này đã vận chuyển bất hợp pháp trầm hương, một sản phẩm thực vật quý hiếm được bảo vệ. Theo nguồn tin của tờ báo Inquirer, tại quốc gia này những người Việt bị bắt trong một chiến dịch do cảnh sát vùng Caraga và cơ quan môi trường và tài nguyên thiên nhiên khu vực này phối hợp thực hiện. Các nghi can bị bắt quả tang mang theo khối lượng trầm hương trị giá là 1 triệu peso Philippines, tương đương với gần 20.000 đô la Mỹ, và khoản tiền mặt là 5,8 triệu peso, tương đương với 113.000 đô la Mỹ. Ba nghi can trong số này bị bắt vào lúc nửa đêm tại khách sạn Grand Palace ở thành phố Buon vào ngày 25 tháng 7. Khi mang theo 2 kg trầm hương, hai người này còn lại bị bắt giữ tại sân bay Buon sau khi nhà chức trách phát hiện trầm hương trong hành lý của họ. Thiếu tướng cảnh sát Gilberto, người đứng đầu lực lượng cảnh sát vùng Caraga, cho biết các nghi can sẽ bị buộc tội vi phạm bộ luật lâm nghiệp tu chính án của Phi Luật Tân hoặc là đạo luật bảo vệ và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên do buôn bán và vận chuyển trầm hương. Ông Gilberto Roos cho biết đây là lần đầu tiên một vụ buôn bán vận chuyển trái luật cây trầm hương được phát hiện ở vùng Caraga, nhưng nhận định rằng rất có thể vụ việc buôn bán đã diễn ra từ lâu ở khu vực. Ông Chiuo, một chuyên gia cơ quan môi trường và tài nguyên thiên nhiên vùng Caraga, cho biết trầm hương có tên gọi địa phương đó là palisan, có ở một số khu vực ở tại tỉnh Surigao và tỉnh Agusan, nhưng vị trí chính xác thì chưa thể xác định vì trầm hương rất ít khi được nhìn thấy. Phi Luật Tân đang có nhu cầu rất lớn về trầm hương vì nó có thể được dùng để đốt lấy mùi, làm nước hoa và dược phẩm, ông cho biết. Theo chuyên gia này cho biết thêm, dựa trên những gì mà cơ quan chức năng biết về thị trường thì 1 kg trầm hương được bán với giá là gần 1.000 đô la Mỹ. Vì vậy, lực lượng chức năng ước tính số trầm hương thu giữ đợt này trị giá là 21.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, Đại tá cảnh sát Mạc Nô, giám đốc cơ quan văn phòng cảnh sát thành phố Buon, cho biết giá trị thực sự của trầm hương trên thị trường chợ đen lên tới 5.800 cho đến 9.800 Mỹ Kim cho 1 kg. Trong một số trường hợp, giá 1 kg trầm hương loại đặc biệt có thể lên tới là 100.000 đô la Mỹ, theo ông Mạc Nô cho biết như vậy. Trầm hương là loại gỗ màu tối có mùi thơm và đang bị đe dọa do khai thác quá mức ở những khu vực đang có phổ biến loài cây này trên khắp Đông Nam Á. Mấy năm gần đây, nhiều công ty bất động sản có tên tuổi tại Mỹ như là Keller Williams, Royal City, Caldwell Banker đã vào Việt Nam hợp tác với các nhà đầu tư bất động sản trong nước để làm ăn lớn. Và cũng từ đây, các văn phòng dịch vụ môi giới bất động sản tại nhiều thành phố lớn nở rộ y sao, quảng bá mua bán nhà tại Mỹ cho những khách hàng có nhu cầu tìm kiếm một căn nhà để cho con cái du học, có chỗ ở hoặc là đầu tư cho thuê để mà sinh lợi. Thủ tục mua nhà, chuyển tiền một cách dễ dàng, không phân biệt người định cư hay là không định cư. Rất nhiều điều kiện hấp dẫn. Ông Hồng ở Plano, Texas dẫn người bạn sang Mỹ du lịch, đi ăn sáng để xem coi phở xứ người có ngon như là ở quê nhà không. Người bạn của ông thật tình nhận xét, hương vị có một phần không bằng nhưng quán xá thì sạch sẽ, phục vụ chu đáo. Nói chung, phở là thứ dễ sơi, kém vị một chút cũng không sao, đã có tương ớt, ngò gai hỗ trợ. Điều mà tôi quan tâm là chuyến này sang Mỹ để nghe ông góp ý, vì là tôi muốn mua 1-2 căn tiếp lệ chuẩn bị cho các thằng út sang du học có chỗ ở, và phần còn lại thì đầu tư cho thuê để mà kiếm tiền, vừa có chi phí sinh hoạt cho thằng út, vừa thu hồi vốn đầu tư được đồng nào hay đồng đó. Mấy văn phòng dịch vụ môi giới địa ốc ở Sài Gòn giới thiệu mua nhà ở Mỹ dễ như ăn phải, nghe mà phát ham. Nhưng ông là người sống ở đây bao nhiêu năm, biết rõ luật lệ, thủ tục mua bán, hay là ông có bạn bè nào rành về địa ốc thăm hỏi dùm tôi. Họ nói là mua nhà ở Mỹ thủ tục còn dễ hơn là ở Việt Nam, có tiền là xong tất cả. Bạn ông Hồng lấy ra trong ví một tờ giấy gấp làm 8, đưa cho bạn mình xem tờ quảng cáo có hình ảnh đầy đủ căn duplex rao bán ở thành phố Irving. Nghe đâu là Irving, cách không xa Plano là mấy. Ông chở tôi đến đó xem qua nhé. Nếu được liên lạc tiến hành mua luôn, dễ như ăn phở vậy cha nội. Ông đúng là hai lúa đi Mỹ. Giấy tờ gì mà xếp lận vô bóp một nùi vậy. Mua nhà thì dễ, nhưng là bộ muốn mua là mua được liền hay sao? Phải gọi điện thoại cho địa ốc trước để xếp lịch coi nhà, chứ không phải đến đó đứng gõ cửa. Nhưng trước nhất là ông phải có thủ tục đầu tiên. Nhu cầu thuê mướn nhà chiếm 65% tại thị trường địa ốc ở Mỹ, là mảnh đất béo bở cho nhà đầu tư địa ốc. Bạn ông Hồng gật gù. Ở đây cũng có thủ tục đầu tiên nữa sao? Chuyện nhỏ, bôi trơn cho nhanh, miễn làm sao mua bán nhanh gọn là được. Ông Hồng nhướng mắt. Thôi đi cha, ý tôi muốn nói là tiền đâu. Chuyện nhỏ luôn, có đủ tiền tôi mới qua đây, trước là thăm bạn bè, sau là tìm mua bất động sản đầu tư, để mà sau này cái thằng út học xong nó kiếm vợ bảo lãnh ở lại, rồi chờ nó vô quốc tịch cho tụi tôi đu cánh máy bay sang đoàn tụ. Phải chuẩn bị lo trước mọi chuyện ra đi theo kế hoạch. Trời, cha này chậm tiêu quá. Đương nhiên là mua nhà là phải có tiền, nhưng mà tiền từ đâu ông có? Ý tôi là ông phải chứng minh được nguồn gốc tiền làm sao mà ông có được. Bởi là ông khác tôi là công dân ở Mỹ. Mua nhà trả góp mượn tiền ngân hàng, còn ông là người nước ngoài, mua nhà thì phải trả bằng tiền tươi cái rụt. Mỗi lần ông sang đây theo luật pháp Việt Nam, ông chỉ lận túi được có 7.000 đồng xuất cảnh. Bao nhiêu lần thì ông mới đủ tiền mua nhà? Gì mà khó khăn quá vậy. Bạn của bà xã tôi vừa mới mua một căn nhà ở quận Cam bằng tiền mặt, chuyển chui một lúc mấy trăm ngàn đô la. Dịch vụ chuyển ngân chui này có cả một hệ thống trên khắp nước Mỹ, và cũng khó mà có giấy trắng mực đen cho những khoản thu nhập kiếm tiền của tôi tích lũy bao nhiêu năm mới có được. Tiền tôi để dành nhờ những cuộc làm ăn ngoài sổ sách. Bây giờ bảo là chứng minh nguồn gốc thì làm sao mà chứng minh được? Chẳng có cơ quan nào hay là ngân hàng nào ở Việt Nam đứng ra xác nhận là khi tôi muốn chuyển số tiền đó ra nước ngoài. Tôi đâu phải làm ăn lớn có công ty, đầu tư ở nước ngoài mà cần phải có tài khoản kinh doanh để chuyển tiền hợp pháp. Mà muốn làm được chuyện đó phải xin được giấy phép của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ở trong nước, rồi xin giấy phép chấp thuận chuyển tiền của ngân hàng. Thủ tục trong nước lòng vòng thật là nhiêu khê, còn thủ tục ở Mỹ là quá chặt chẽ. Vậy mà tôi không hiểu sao có biết bao nhiêu cuộc giao dịch mua bán thành công chót lọt. Bạn ông Hồng phân trần như vậy. Nói xong, ông nhìn ông Hồng đề nghị, hay là ông giúp đứng tên nhà cho tôi, mọi chi phí thuế má phát sinh tôi chịu, khi nào tôi qua định cư rồi tính tiếp. Ông Hồng lắc đầu. Ông tin tôi, không sợ mất tài sản thì tôi cảm ơn, nhưng dính vào mấy cái vụ không rõ ràng này thì tôi không bao giờ muốn. Chừng nào sang đây định cư hay là qua đây diện đầu tư làm ăn thì hãy có ý định mua nhà, chứ kiểu bỏ tiền đi chui mà mua nhà, đầu tư kiếm lời bằng việc cho thuê thì tôi thấy không ổn chút nào, có khi lại mất trắng. Thằng con ông qua đây ăn học về trọ ở nhà tôi là xong. Ở với gia đình tôi còn ngó ngàng giúp nó dùm cho ông, chứ có nhà riêng thì có tiền thu nhập cho thuê, không ai quản lý. Sự đời thì nhiễu nhương, dễ cám dỗ, có khi ông thương nó lại hóa ra là hại nó đó. Ông Hồng dừng nó một hồi rồi chợt lóe lên ý tưởng. Hay là ông nộp đơn xin đầu tư theo visa EB-5 định cư đi. Tôi thấy con đường đó an toàn hơn hết thảy. Nếu hồ sơ được chấp thuận thì mọi chuyện sẽ được thuận lợi hơn. Ông mua nhà, chuyển tiền hợp pháp, lại có thẻ xanh thường trú nhân. Mấy người bạn của tôi ở Atlanta và San Diego có vài người bà con đi theo diện này. Mấy tháng trước thì họ lái xe sang đây thăm tôi với là mục đích tìm kiếm nhà Houston hay là Dallas vì giá nhà rẻ hơn ở những nơi khác. Thật ra thì con số người Việt Nam trong nước đi diện EB-5 mấy năm nay cũng không nhiều, chỉ vài trăm người. Nhưng đó là kết quả khá khả quan cho chương trình di trú đầu tư mà Mỹ đã dành cho Việt Nam. Bạn ông Hồng ngắt lời. Chuyện bên Việt Nam tôi biết rõ hơn ông. Tôi cũng muốn tham gia cái diện này, ngặt một điều. Muốn có số tiền đầu tư nửa triệu, ông phải có trong tay ít nhất là gấp 2-3 lần số đó. Còn tôi chẳng có bao nhiêu, nhờ ba chuyện mua bán đất đai tự do kiểu cò con, tích lũy dần mà có. Hàng ngàn người nộp đơn bị từ chối vì không chứng minh được nguồn gốc tài chính. Những người được chấp thuận visa đầu tư đa số đều có công ty làm ăn hẳn hoi. Số lượng visa EB-5 phần rất lớn là thuộc về tầng lớp là người Trung Quốc giàu có. Nghe ông nói tôi mới nhớ, ăn uống xong tôi chở ông đến xem khu nhà của người Trung Quốc đầu tư tại Plano gần Risco. Nguyên một khu 5-60 căn lớn sụ là có hồ bơi, nghe đâu là cả 700-800 ngàn đô một căn. Vậy mà họ mua hết. Những người Trung Quốc này sang đây diện đầu tư EB-5. Tôi có đọc trên tờ New York Times bài viết là cuộc di cư đồng vốn của các nhà đầu tư Trung Quốc sang các nước giàu có ở châu Âu và Canada cũng như là Úc, ở Mexico và đặc biệt là Mỹ, điểm đến của nhiều nhà giàu Trung Quốc. Một phần là do chính sách thông thoáng của chính phủ Trung Quốc cho phép là một cá nhân không chuyển quá 50.000 đô trên một năm ra nước ngoài. Đây là chính sách cho di cư không chỉ đồng vốn mà cả con người để Trung Quốc vươn ra toàn thế giới có lợi cho đại lục về sau. Không chỉ có cá nhân mà cả các công ty xây dựng lớn của Trung Quốc như là Greenland cũng chạy sang nước ngoài đầu tư xây dựng các công trình nhà ở để mà phục vụ cho dân bản xứ, cũng như là đồng thời phục vụ cho người dân của mình nếu có nhu cầu mua các dự án chung cư. Greenland đang xây một cao ốc chung cư ngay tại cửa ngõ thành phố Los Angeles tại xa lộ 110. Và tôi cũng nghe là một công ty xây dựng lớn ở Việt Nam đã hợp tác với công ty xây dựng địa ốc của Mỹ, đang có dự án xây chung cư tại thành phố Seattle. Bạn của ông Hồng thổ lộ: tôi có dự vài cuộc hội thảo di dân đầu tư ở Sài Gòn. Nghe lượng visa EB-5 được mở rộng cũng khá là phấn khởi. Diễn giả từ Mỹ về cho biết là người Trung Quốc gia tăng tốc độ mua nhà tại Mỹ, mà mua bằng tiền mặt chiếm đến gần 50%. Trong năm 2015, số nhà giàu Trung Quốc đã chi gần 28 tỷ đô la Mỹ mua nhà tại khắp các tiểu bang trên toàn nước Mỹ như là California, Washington, Texas, New York và Florida. Nhưng những nơi họ đến cư ngụ nhiều nhất thì đặc biệt là khu quanh Los Angeles. Chính việc người nước ngoài mà phần lớn là người Trung Quốc đầu tư bất động sản để ở và kinh doanh đã góp phần đẩy giá nhà ở tại Mỹ nhích dần lên trong vài năm qua. Chẳng bù là 5-7 năm trước khi Mỹ chìm vào khủng hoảng nhà đất, nhà bị ngân hàng kéo rao bán rẻ như là bèo. Ông Hồng chưa chắc nói, hèn chi mà mới đầu năm nay tôi nhận được giấy báo tạm tính thuế nhà tăng thêm vì trị giá nhà đất tăng lên 10% so với năm rồi. Tôi không ham nhà tăng giá, chỉ có nhà nước hưởng lợi thêm về thuế và những nhà đầu tư địa ốc là được lợi thôi. Còn người dân bình thường như tôi có một căn nhà để chui ra chui vô, đâu phải bán nhà hay là cho thuê để mong kiếm lời vì giá địa ốc tăng cao. Người nước ngoài sang Mỹ mua nhà thì chỉ tổ góp phần làm rối loạn thị trường nhà đất mà thôi. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.